Ồ, các bạn thân mến, hôm nay thật là đẹp trời. Mình cũng mạnh dạn mình chia sẻ một cái video tiếp theo. Vì hôm nay mình cũng có một chút nắng ấm, các bạn nhìn đấy. Đó là mặt trời tầm 8 giờ sáng lên rất là đẹp. Thì đây là tại vườn cơ sở thứ hai của mình. Thì các bạn thân mến, quả là mùa sinh sản chim thật là hấp dẫn và thú vị. Đây là một cái cặp chim đã được bố mẹ ấp nở và được khoảng một tuần tuổi. Ở cái giai đoạn này thì các bạn bắt ra và các bạn bón là hợp lý nhất. Đó, nó gọi là vẽ hết lông rồi, qua cái giai đoạn răng được rồi. Thì đây là một lúc ngẫu nhiên mà mình đặt camera vào, thì các bạn có thể thấy là như cặp chim này của mình đẻ lứa nào cũng là một trống một mái. Mình đã ghi sổ và ghi chép được khoảng 8 lứa rồi. Thì các bạn có thể thấy tại sao mà khi ngẫu nhiên mình đặt camera vào đây thì phát hiện thấy một cặp chim và hai con chim là gì, ngồi nằm cháo đầu nhau đấy. Thường là theo như các cụ, đấy là một cái dấu hiệu là một cặp chim trống và chim mái. Các bạn thân mến, ở cái giai đoạn này thì nếu như chim bố mẹ nó thường là không u con nữa và nó sẽ tập trung ăn mạnh để nó chuẩn bị tạo buồng trứng và chuẩn bị đi đẻ để lứa kế cận. Thì nếu như các bạn mà bắt con đi thì chúng sẽ đẻ rất nhanh, chúng sẽ rất nhanh đẻ thôi. Các bạn thân mến, thì mình muốn chia sẻ là đấy là một cái kinh nghiệm mà các bạn từng tìm đấy một đôi chim mà có một trống một mái trong cái lúc nó còn nhỏ. Thì cơ sở bên mình thì xin hứa với các bạn là sẽ gây giống cho các tỉnh. Các bạn yên tâm là mình sẽ bắt cho các bác, các anh chị em những đôi chim một trống một mái theo một cái ngẫu nhiên mà bố mẹ nó đẻ ra. Thì cái đôi lồng chim như này thì mình đầu tư rất là công phu các bạn ạ. Đây là cái lưới lê bên 10 đấy, mà bên cạnh là một lưới xanh nữa đấy. Thì ở cái lồng chim này thì các bạn có thể thấy là mình quấn bằng tôn ở cái mặt hông này để cho người đi qua không, nó không động. Còn mặt trên này thì mình để thoáng, và trên trên cái sàn này thì nó là cái chỗ những cái hôm mưa gió bão bùng, chim sẽ ẩn nấp ở đây để không bị rét. Và đặc biệt cái giai đoạn ấp thì các bạn chỉ cần kiếm một cái tấm bơ lô như thế này thôi. Các bạn chỉ cần ngó chim thì các bạn đặt ra, mà không ngó thì các bạn có thể đặt thế này. Đấy, tôi có thể như này thì mưa đến đâu thì con chim con cũng không thể ướt được. Đấy, nhưng mà những ngày nắng thì các bạn nên để nó ra như thế này để cho nó tổng hợp với vitamin D và nó có nắng có gió, nó hồn nhiên tự nhiên. Nhưng cái giai đoạn này ở ngoài thiên nhiên kể cả mưa to thì cũng chẳng vấn đề gì cả, chim nó đã to rồi. Nói chung để bố mẹ nuôi là rất khéo. Thì mình muốn chia sẻ là đây là dấu hiệu là đây một cặp chim trống. Và một chút cái kinh nghiệm nho nhỏ nữa các bạn thân mến, đó là cái kinh nghiệm là các bạn làm lồng nếu mà dài rộng được như này, mỗi ô một cặp bố mẹ này thường là đẻ rất hiệu quả, đẻ rất tốt, chim rất khỏe và đẹp. Cái thứ hai là trong một cái chuồng, nếu như các bạn bắt con chim non đi, các bạn nên bắt vào buổi tối, thì là nửa sau chim nó sẽ vẫn đẻ ở cái vị trí này. Khi các bạn bắt làm sao mà con nó không nhìn thấy mẹ, nó nhìn thấy mình nhặt con đi, nó cảm giác như kiểu con bị rơi mất hay là gì đấy, hoặc là như thế nào. Nhưng nếu các bạn nhặt để cho bố mẹ nó nhìn thấy một cách rõ ràng thì nó sẽ nửa sau nó sẽ tìm đến cái ổ bên cạnh đây, ví dụ như thế, ở bên này hoặc là ở đây. Thì thường các bạn nên để 3, 2, 3, 4 tùy theo diện tích đồng. Những cái giá ổ của mình đã để sẵn rác ở tầm như thế. Và cái khu vực đấy nó phải kín đáo và cao ráo, và nó phải sạch sẽ, và nó phải có rác, có bãi nằm, có giá đỡ. Thì đây nó chỉ là một cái giỏ quà Tết. Tết mình toàn đi xin giỏ quà để cho làm ổ chim. Để cho thì con chim bố mẹ nó sẽ theo một cái phản xạ ngoại tự nhiên thì chúng sẽ tìm đến cái ổ mới, chúng sẽ đẻ và chúng sẽ tạo ra đứa con mới. Thì các bạn thân mến, thì hy vọng rằng cái sự chia sẻ chân thành này của mình cũng sẽ giúp ích phần nào trong cái diễn đàn chim cu gái hay của mình ở kênh YouTube, và cái Facebook của mình cũng là chim cu gái hay, và Zalo của mình và cái số điện thoại liên hệ của mình bằng cái số là 0163 53 05 982. Thì thực tế là
Mình cũng đã có một chút nho nhỏ kinh nghiệm chia sẻ trên cái diễn đàn cộng đồng như này. Có những bác có thể là có kinh nghiệm dày dặn hơn, cũng mong thông cảm. Và những ai đó còn mới bước vào cái lĩnh vực này thì cũng có thể phần nào định hình ra. Đó là một sự nó là một thái độ cộng đồng chân thành, và hy vọng rằng các bác anh chị em muốn có được những con chim giọng thổ, pha thổ, còi kim, và những con chim theo ý muốn, dáng dấp, màu lông cũng như những cái thú chơi chim mà các bạn mong muốn, thì các bạn có thể liên hệ cho bên cơ sở mình. Mình cũng hiện là đang là người duy nhất là lên tiếng cũng như là đầu tư mạnh mẽ, và cũng có cái sự quy tụ với tất cả các bác các chị em ở ngoài Ba Vì Hà Nội, ngoài Bắc, để gây dựng nên một cái câu lạc bộ chơi chim cú gáy. Hy vọng rằng video này sẽ mang lại một chút cái khoảnh khắc, một cái niềm vui trong cuộc sống về cái chủ đề con chim cú gáy. Một lần nữa mình xin để lại số điện thoại là 0163 5305 982. Quý vị các bạn có thể liên hệ, nếu như các bạn mà có đặt hàng hay là có giao dịch gì thì các bạn nên gọi vào buổi tối, thì sáng hôm sau mình có thể là đóng hộp, mình sẽ chuyển tận tay cho các bạn theo mong muốn. Mình hứa sẽ đúng uy tín và sẽ đúng chất lượng chim theo như thỏa thuận trên điện thoại. Và các bạn nhận chim rồi thì các bạn có thể là thanh toán cho người đưa chim của bên mình, hoặc là cho nhà xe, cũng như là hay là các bạn dùng cái công nghệ chuyển khoản. Cái số tài khoản giao dịch của bên cơ sở mình là tài khoản Adibank Ngân hàng Nông nghiệp 22102051561. Chủ tài khoản mình tên là Vũ Văn Thao, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ngân hàng của mình thuộc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Ba Vì. Xin chia sẻ một chút khoảnh khắc nhỏ nhỏ như vậy, và không biết nói gì hơn. Xin chúc cho cái thương hiệu con chim cú gáy của bà con Bắc miền Bắc mình, dân ngoài miền Bắc mình, và toàn thể cái thương hiệu con chim gáy ở Việt Nam ngày càng phong phú về chủng loại, chất lượng, màu lông và tất cả những cái lối. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, và xin nhớ một điều, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay của mình, để tiếp tục đón nhận những video tiếp theo của bên cơ sở mình. Mình cũng hứa sẽ làm đầy đủ, mỗi ngày cố gắng làm một vài video, có thể là chia sẻ ở nhiều những cái khía cạnh, có thể là từ cái việc bảo quản trứng, ấp trứng, nở trứng, rồi những cái huấn luyện chim chim mọc thành chim mồi, hay là chim mồi cành mồi đất, rồi những cái màu lông để mình nhận dạng được cái giống chim, đồng chim. Mình sẽ cố gắng là chia sẻ cho toàn thể bà con trên toàn quốc để giao lưu, để quy tụ lại một cái chân lý về con chim cú gáy. Không biết nói gì hơn, chúc quý vị các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.